các bạn. Từ chỗ người tiêu dùng không dám ăn vì quả to, nghi ngờ có tiêm chất kích thích. Vì thế, có thời điểm 1kg vải trứng chỉ có mức giá trên dưới 20.000 đồng. Tuy nhiên, kể từ năm 2011 trở về đây, khi biết rõ được nguồn gốc đây là một giống vải ngon, có xuất xứ rõ ràng, được chiết ghép từ cây vải tổ có tuổi đời khoảng 130 năm tại thôn Ba Đông, xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cừ. Và đặc biệt, kể từ khi được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận, bảo hộ nhãn hiệu độc quyền, thì cây vải trứng Hưng Yên đã thực sự lên ngôi. Minh chứng vụ vải năm 2020, 1kg vải trứng giá dao động trên dưới 80.000 đồng 1kg, gấp 3-4 lần so với loại vải khác. Vụ vải năm nay, ngay từ đầu tháng 3 dương lịch, hầu hết các vườn vải trứng của thôn Ba Đông đã được doanh nghiệp, đơn vị và thương lái đặt mua với giá 100.000 đồng 1kg. Cuối vụ, giá lên đến 180.000 đồng 1kg nhưng cũng không có hàng. Toàn tỉnh hiện có khoảng 230 hectare vải trứng, trong đó khoảng 50 hectare cho thu hoạch, sản lượng ước đạt khoảng 50 tấn, nguồn cung còn quá nhỏ bé so với nhu cầu thị trường. Từ thực tế nói trên cho thấy việc quy hoạch và tiếp tục mở rộng diện tích cây vải trứng Hưng Yên đang là vấn đề cấp thiết cần được đặt ra với những giải pháp căn cơ. Thì năm nay là ban đầu vụ là 80.000 một cân. Nhưng đến ngày hôm nay, 20 tháng 4 âm lịch là 180.000 mà không có mà bán. Bà con hôm nay đây đang thu hoạch để xuất khẩu qua đường hàng không để sang Nhật. Thì bán bên Nhật giá là 500.000 một cân. Hôm nay mới có 80 hectare được thu hoạch. Thì mong mỏi 5 năm tới mà nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ 19, lúc đó tôi là chủ tịch tham mưu với bí thư với đảng bộ thường vụ là xây dựng nghị quyết đại hội 2021-25, 3-5.000 hectare. Qua năm nay thì cần phải điều chỉnh hoàn thành nhiều hơn nữa trong những năm tới về nâng cao chất lượng, mẫu mã bao bì, rồi quảng bá xây dựng thương hiệu. Thực hiện chủ trương của tỉnh về mở rộng diện tích cây vải trứng, trong những năm qua, hai huyện Phù Cừ và Ân Thi đã vào cuộc một cách tích cực với nhiều việc làm cụ thể. Theo dự kiến kế hoạch, đến năm 2025, huyện Phù Cừ phấn đấu trồng từ 500 đến 700 hectare tại 5 xã. Phan Xào Nam, Đoàn Đào, Minh Hoàng, Minh Tân, Quang Hưng và thị trấn Trần Cao. Tính đến nay, các địa phương đã triển khai cải tạo đất và trồng được trên 150 hectare, nâng tổng số diện tích vải trứng toàn huyện lên 180 hectare. Trong đó, xã Phan Xào Nam 110 hectare, xã Quang Hưng gần 10 hectare, xã Minh Tân 7 hectare. Huyện ủy, hội đồng dân, ủy ban dân huyện chúng tôi đã xây dựng các cái cơ chế chính sách cũng như là nội dung hỗ trợ cụ thể để phát triển đối với cây vải trứng, mở rộng cái quy hoạch và xây dựng kế hoạch cụ thể để giao chỉ tiêu hàng năm phát triển cây vải trứng. Chúng tôi hỗ trợ 50% giá trị giống để trồng cái cây vải trứng và cụ thể là hỗ trợ 7 triệu trên 1 hectare. Toàn bộ diện tích phát triển cái cây vải trứng mới trên địa bàn huyện đều được hỗ trợ ngoài cái diện tích mà tỉnh hỗ trợ theo đề án. Ủy ban dân huyện cũng đầu tư về các chương trình để ứng dụng khoa công nghệ và nâng cao cái trình độ thâm canh của người dân trong cái việc khắc phục các cái hạn chế của cây vải trứng. Hàng năm thì đều có các cái chương trình hợp tác để quảng bá cái sản phẩm vải trứng trên các cái phương tiện thông tin truyền thông cũng như là làm việc với lại cả Sở Khoa Công Nghệ và Sở Công Thương để giới thiệu, quảng bá và bao tiêu sản phẩm thị trường trong nước và quốc tế. Xác định và phát hiện ra được giống vải quý hiếm tại Phan Xào thì được tỉnh công nhận là cây vải tổ, thì chúng tôi đã chỉ đạo để mở rộng vùng vải, hỗ trợ người dân là mỗi một cây vải chiết ra trồng là hỗ trợ từ 15-20.000 một cây. Thế và cho đến bây giờ Phan Xào đã có 110 hectare và cho thu hoạch từ 25-30 hectare. Chúng tôi xác định là cái vải này sẽ mở rộng 100% diện tích tại Phan Xào và là tiềm năng lợi thế để nâng cao đời sống của nhân dân Phan Xào đi lên. Và không còn lúc nào khác, không có bài toán nào khác trong lúc này là mở rộng, đồng thời quảng bá, diện rộng và tập trung vào khoa học kỹ thuật để đảm bảo cái chất lượng như những gì mà chúng ta hàng mong muốn. Tại huyện Ân Thi, theo ông Đoàn Văn Hiểu, giám đốc hợp tác xã vải trứng Hưng Yên thuộc xã Đa Lộc,
Thông qua việc cung cấp cây giống cho bà con, cũng như qua nắm bắt tình hình thực tế ở các địa phương trong huyện, đến thời điểm này, bà con trong toàn huyện đã trồng được khoảng 50 hectare vải trứng. Riêng xã Đa Lộc trồng được trên 26 hectare, đạt trên 50% kế hoạch. Từ năm 19 đến năm 21 đến thời điểm này, thì hợp tác xã và thôn Bình Nguyên chúng tôi trồng thêm là 15 hectare nữa. Hôm nay là năm 21, thì hiện nay dân đương tiếp tục thu hoạch xong là vượt tiếp, thì là vào 15 hectare nữa. Các một số gia đình cũng đã hợp đồng và đã có kế hoạch, đã đăng ký và đồng thời đã ký văn bản với hợp tác xã là trồng. Đấy, thì hiện nay là năm 21 này nữa là thêm 15 hectare, thì tổng bằng 26,3 hectare. Nếu toàn huyện Ân Thi thì và xã Đa Nộc, tổng xã Đa Nộc nữa, thì theo căn cứ vào giống tôi cung cấp ra cách đây 3 năm cũng sẽ nằm trong đến sấp xỉ 50 hectare rồi. Ngoài việc được hỗ trợ tiền cây giống, các gia đình trồng vải trứng còn được chuyển giao công nghệ áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăm sóc bảo vệ cây vải trứng theo đúng quy trình Việt Gáp. Sau khi đã được vào OTAP rồi thì giá trị nó rất cao, mang lại cái quyền lợi, lợi ích cho dân rất nhiều. Chăm sóc và cái thu hái sản phẩm thì nó được đồng bộ. Vùng trồng vải trứng tại xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cử và xã Đa Lộc, huyện Ân Thi được đầu tư làm mới và mở rộng đường điện, đường giao thông, phục vụ có hiệu quả cho việc thâm canh, sản xuất và tiêu thụ vải trứng. Về lâu dài, các vùng trồng vải trứng sẽ được quy hoạch làm du lịch sinh thái. Theo giáo sư Nguyễn Lân Hùng, việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất đã thành chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ. Từng địa phương cần có cách làm riêng và phải cố gắng phát huy hết tiềm năng, thế mạnh để chọn ra những đối tượng nhiều triển vọng và có hướng đi vững chắc. Bài học của Sơn La là một ví dụ điển hình. Từ một tỉnh xếp vào loại cuối bảng, nhưng do chuyển đổi sang sản xuất cây ăn quả, Sơn La đã vươn lên đứng thứ nhì cả nước về diện tích cây ăn quả. Nhiều hộ đồng bào dân tộc thu hàng tỷ đồng mỗi năm từ trồng cây ăn quả. Tôi rất mừng. Cái giống vải này nó đạt được rất nhiều yêu cầu. Thứ nhất là những quả vải nó bóc ra không có nước, chỉ khi cắn vào bóc ra núi thì mới ra nước. Cái đó là cái ưu việt rất hay. Cái thứ hai là cùi rất dày mà lại ngọt, ngọt thanh. Cái đó là rất là quan trọng. Cái thứ ba nữa là cái thời gian bảo quản là khá hơn hẳn nhiều. Vải khác bóc xuống 2 ngày là bắt đầu thơm, nhưng cái này phải 6-7 ngày mới thơm. Chỉ có cái tiếc là gì? Chúng ta lâu nay khiêm tốn, chưa đưa ra được, chưa giới thiệu được rộng rãi cái giống vải này ra trong toàn tỉnh cũng như là ra trong cả nước. Mặt khác nữa là chúng ta phải giới thiệu của nó ra cả thế giới nữa. Làm thế nào? Tỉnh, huyện và xã cố gắng mở rộng quan hệ. Chúng ta kêu gọi các doanh nghiệp vào đây phối hợp với xã, phối hợp với huyện, phối hợp với tỉnh để chúng ta đưa cái giống vải này thành một trong đối tượng lớn của Hưng Yên đưa ra không những trong nước mà cả thế giới nữa. Chúng tôi tin tưởng rằng là với cái giống vải này, Hưng Yên có thể coi đó là một sản phẩm OCOP cấp nhà nước. Tôi đang có một cái ấp ủ ở đây, mời một doanh nghiệp lớn mà tôi đã làm việc với đồng chí là chủ tịch tập đoàn Trường Hải Thaco đấy, thì anh ấy đã đồng ý với tôi là anh ấy về đây lấy nhà ông Vì có thể lấy khoảng 5-10 hectare là một cánh đồng lớn, làm mẫu, làm điểm và sản xuất đúng như các nhà khoa học và như các nhà doanh nghiệp mong mỏi để đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang Nhật, Mỹ. Sau đó là nhân dân là vệ tinh, đến tới học tập và nhân ra và cán bộ kỹ thuật của doanh nghiệp hướng dẫn từng bà con nông dân một, sản xuất theo quy trình sạch, đảm bảo chất lượng để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Từ mẫu mã, bao bì, quảng bá, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu rồi đến logistics, rồi tiêu thụ ở nước ngoài. Hy vọng với sự vào cuộc tích cực và quyết liệt của các cấp, các ngành, sự giúp đỡ của các chuyên gia, những người con xa quê, sự ủng hộ của các doanh nghiệp, đặc biệt là bà con nhân dân hai huyện Phù Cử và Ân Thi, tỉnh Hưng Yên sẽ sớm có những vùng vải trứng đủ lớn với chất lượng vượt trội để quả vải trứng, một đặc sản nổi tiếng của Hưng Yên, sớm được cất cánh đến với người dân trong nước và bạn bè trên khắp Nam Châu. Soi mình bên dòng sông Hồng là Hưng Yên quê hương ta đó, trai tài và gái đàm hàn phù sa, núi Chí An.